Sony Xperia 5 Mark II, iPhone 12, đâu sẽ là sản phẩm chơi game tốt hơn trong tầm giá hơn 22 triệu? Chúng ta cùng làm rõ trong 3 phút gaming số ngày hôm nay. Bắt đầu. Lý do mình muốn làm hai sản phẩm này không phải là bởi vì mình muốn so sánh iPhone hay là gì cả, mà bởi vì đây là hai chiếc điện thoại mà các bạn có thể tìm thấy ở trong cái tầm giá là hơn 22 triệu, rất đắt. Và không biết là chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào để chơi game, bởi vì các bạn đều thấy rằng hơn 20 triệu thì máy nào cũng mang lại chúng ta khả năng gaming khá tốt. Tuy nhiên, để mà có một cái chiếc điện thoại mà nó phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, đặc biệt là chơi game, thì rõ ràng chúng ta cần phải có một bài so sánh thật sự là chi tiết về khả năng chơi game. Trước khi vào 3 phút gaming ngày hôm nay thì mình muốn làm rõ cho các bạn hai điểm mà các bạn quan tâm nhất ở cái series 3 phút gaming này. Thứ nhất, lý do vì sao mình không test những tựa game quá nặng sát cấu hình, đặc biệt như là Genshin Impact, bởi vì các bạn đều biết rồi, ở trên điện thoại nó hơi khác so với máy tính, không phải là cứ ngon chơi được game nặng, mà những cái game nặng này khi mà ra mắt nó sẽ cần phải có cái sự tối ưu với những hãng điện thoại của chúng ta. Tối ưu càng tốt thì chơi càng ngon. Cái điều này nó xảy ra cả với những console như là PS4 nữa. Và nếu mà tối ưu không tốt thì chơi game vẫn rất là tệ thôi. Thế nên là mình không đưa những tựa game nặng vào đây, bởi vì các bạn đều biết rồi, những sản phẩm như iPhone thì không phải tựa game nào cũng tối ưu. Mà không tối ưu thì nó mang lại chúng ta một cái màn đánh giá không cân bằng. Thêm nữa, Genshin Impact hay những tựa game nặng khác thì là những cái tựa game sát cấu hình kinh khủng luôn. Sau khi mà chơi xong các bạn sẽ chẳng biết đánh giá cái gì cả, bởi vì là toàn bộ quá trình chơi game chúng ta không ổn định một xíu nào. Thế nên là mình nghĩ chúng ta vẫn nên gắn bó với những tựa game cơ bản. Thứ hai, tại sao mình không đo FPS? Bởi vì khi các bạn đo FPS ấy, thì để cho chúng ta có một cái màn đo ổn định thì bắt buộc các bạn sẽ phải cắm chiếc điện thoại này vào máy tính. Cái điều này sẽ vô tình là khiến cho chiếc điện thoại chúng ta nóng lên, nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ và khả năng chơi game cũng như là sự ổn định của máy. Thế nên là mình hoàn toàn không muốn chấm FPS trong bài này. Và chúng ta cùng quay lại với cái sản phẩm được gọi là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc iPhone 12 và chiếc Xperia 5 Mark II, thì nó đều đang được trang bị những cái công nghệ tối tân nhất của mỗi bên. Với iPhone 12 chúng ta sẽ có con chip là Apple A14 Bionic, và với chiếc Xperia 5 Mark II thì các bạn sẽ có một con chip là Snapdragon 865, một con chip đỉnh cao đến từ Qualcomm. Tuy nhiên, việc sở hữu chiếc Xperia 5 Mark II là không dễ, bởi vì nó không được bán nhiều ở những đại lý, nó chỉ bán độc quyền ở Sony Center mà thôi. Trong khi đó thì iPhone 12 hay toàn bộ những sản phẩm iPhone, hoặc là Samsung, hoặc Oppo, những sản phẩm điện thoại khác thì đều được bán ở những đại lý các bạn có thể tham khảo, như ở Di Động Việt thì iPhone 12 đang có mức giá khá ổn. Các bạn còn có những chương trình như là trade-in, thu cũ đổi mới, cũng như là mua trả góp 0%, thì các bạn đều có thể truy cập vào đường link bán hàng của Di Động Việt toàn bộ những sản phẩm iPhone 12 hoặc những sản phẩm iPhone khác. Đặc biệt là chiếc 12 này thì mình có mua ở Di Động Việt, mình mua về cho mình dùng luôn, và mình thấy mức giá này cũng khá là ổn, thì mình sẽ để đường link bán hàng ở trong phần mô tả. Và chúng ta bắt đầu đi vào chơi game trong 3 phút. Trước khi bắt đầu cái tựa game PUBG Mobile thì mình cũng đã mở cùng cái chế độ khung hình, tốc độ khung hình là 60fps, cấu hình để tương đương như nhau, bật chế độ khử răng cưa cũng như là tắt chế độ tự động giảm đồ họa khi máy quá nặng. Mình cũng đã kết nối cùng đến điểm Wi-Fi, tắt toàn bộ những kết nối linh tinh khác để cùng mức độ sáng, cùng mức độ loa, và chúng ta bắt đầu. Loa vẫn luôn luôn là một điểm mạnh của những sản phẩm iPhone. Nhiều người nói là đến tầm chơi một lúc sẽ bị rè, 7% sẽ bị rè, nhưng mà thực sự là 100% loa vẫn rất ngon. Khá buồn cười đấy, là nếu các bạn mở loa ngoài ấy, thì khi mà các bạn sấy hầu như là chiếc máy sẽ rung theo bàn tay của bạn luôn. 15 phút và máy lại tiếp tục giảm độ sáng. Với những sản phẩm điện thoại như này, khi mà các bạn dùng gaming bằng ngón thứ ba ấy, thì sẽ không có hiện tượng là bị kéo thanh thông báo trạng thái xuống. Đó. Bắn tàu, cho đây. Đây nhá, rất khó để kéo thanh thông báo trạng thái xuống. Cũng có hiện tượng giảm sáng nhẹ nhá.
nhưng mà không bị nặng như là iPhone. Đến phút thứ 29 thì đã có hiện tượng tăng sáng lên, tăng mắc sáng luôn các bạn nhé. Như vậy là mình đã chơi xong game. Sau 3 phút thì có lẽ chúng ta sẽ có khá nhiều điểm cần phải nói ở trong bài so sánh này với chiếc iPhone 12 và cái chiếc Xperia 5 Mark 2. Thực ra số 3 phút gaming nào mình cũng nói là có nhiều điều để nói thôi. Bởi vì các bạn biết rồi, mình là một người khá là tỉ mẩn và kỹ tính, thế nên là càng nhiều điều để nói thì mình càng thích. Thế thì ở trong cái tiêu chí đầu tiên về thể hiện đồ họa thì cái chiếc máy chơi quá mướt, không giật, không lag. Trong toàn bộ quá trình mình chơi thì không thấy bất kỳ một lần nào giật kinh khủng. FPS có thể drop từ 1 đến 2 FPS, nhưng mà cái sự giật và khiến cho chúng ta không có quá trình chơi game tốt thì hoàn toàn không xảy ra. Tuy nhiên mình muốn lưu ý cho các bạn một điểm, đó là trên chiếc Xperia 5 Mark 2, khi mình bật lên cái tốc độ quét màn hình là 120Hz rồi thì chúng ta vẫn không thể nào mở lên được cái chế độ khung hình là 90fps trong tựa game PUBG. Tuy nhiên lại có một điểm khá là hay ở trên chiếc Xperia 5 Mark 2 này, đó là tựa game Call of Duty hoàn toàn có thể lên được 120fps. Nhưng tóm lại ở trong cái phần thể đồ họa này thì cái chiếc máy điều khiển rất mướt, mượt mà. Đúng là flagship đến từ táo và Sony thì không cần phải bàn cãi quá nhiều. Phần này mình chấm cái chiếc máy hòa. Ở tiêu chí thứ hai về những hậu thuẫn khi chơi game thì với cái khả năng cầm nắm thì cái chiếc điện thoại cho mình những cái cảm giác khác nhau. Cái điểm các bạn quan tâm nhất đó là cái chiếc Xperia 5 Mark 2 này với cái tỷ lệ màn hình là 21:9 thì nó có mỏi tay hay không? Thì câu trả lời là có. Các bạn thấy nhá, khi mà mình cầm máy để chơi game ngang như này này thì cái phần ngón út của mình sẽ đỡ phần bên dưới, và cái hai cái ngón trỏ của mình ở tay trái và tay phải sẽ dùng để gaming 4 và 3 ngón. Thì khi mà các bạn thao tác như này thì cái phần ngón út và ngón trỏ nó hơi gần nhau, do cái máy này nó dài và hơi hẹp, thế nên là nó gây ra cái hiện tượng mỏi là đương nhiên rồi. Còn với cái chiếc iPhone 12, mặc dù là nó hơi cấn một chút, nó không được bo cong mềm mại và cầm chắc tay như là chiếc Xperia 5 Mark 2, tuy nhiên là cái tỷ lệ màn hình 19:9 thì nó vẫn khiến cho cái phần ngón trỏ của mình có một cái điểm gá, đó chính là cái đốt đầu tiên như thế này. Và khi các bạn cầm để gaming thì cái hiện tượng mỏi là không xảy ra. Và với cái chiếc Xperia 5 Mark 2, và một cái điểm nữa là nó có cái loa hơi rung, nó rung khá là nhiều về phần sau lưng như thế này, thế nên là khi mà mình cầm sấy cũng như là có một những cái âm thanh nó phát ra thì thứ nhất là đã mỏi rồi, thứ hai là nó còn rung tay nữa, nên là cái cảm giác thực sự không thoải mái lắm. Và về cái phần màn hình thì với chiếc điện thoại là Xperia 5 Mark 2 chúng ta có màn hình là 120Hz. Mặc dù mình đã bật cái chế độ tốc độ khung hình là bằng nhau 60fps, nhưng 60fps ở trên iPhone 12 và 60fps ở trên chiếc Xperia 5 Mark 2 là khác nhau. Bởi vì tốc độ quét màn hình là cao hơn nên là cái sự mượt mà, cái sự mướt là rất sướng khi các bạn gaming. Nói về phần loa thì các bạn sẽ thấy rằng với cái chiếc iPhone 12 của chúng ta thì cái chất âm của nó vẫn luôn là tốt. Kèm theo đó là các bạn sẽ có một cái phần nghe, cái trải nghiệm âm thanh cũng rất tuyệt vời khi mà chất âm ok. Còn trong khi đó thì cái chiếc Xperia 5 Mark 2 có một cái đôi loa stereo vô cùng tuyệt vời. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng đôi khi mình chơi game, những âm thanh nhỏ nó lại nhỏ quá, âm thanh to thì nó lại to quá. Nhưng mà tuyệt đối không có hiện tượng rè giống như những cái loa đến từ những sản phẩm Trung Quốc các bạn nhé. Loa ở trên Xperia 5 Mark 2 cực kỳ sướng, nghe đã luôn. Phần mềm thì rõ ràng là chiếc Xperia 5 Mark 2 chúng ta tối ưu nhiều hơn. Bởi vì ở đây chúng ta có riêng một cái phần mềm để tối ưu cho khả năng chơi game. Các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Các bạn có trận cuộc gọi, các bạn có boost để chơi game, các bạn có những cái chế độ chơi game khác nhau, thiên về khả năng tiết kiệm pin, thiên về khả năng chơi game mượt hơn cũng có, và thiên về cái khả năng cân bằng cũng có. Và để mà nói về cái chiếc iPhone 12 như thế này thì các bạn nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn ở đây, đó là hiện tượng giảm sáng khi chơi game. Mặc dù cái hiện tượng giảm sáng nó không xảy đến sớm, phải đến phút thứ 10, 11 thì mình mới có hiện tượng giảm sáng số còn 80%, và sau đó là khoảng phút thứ 20 thì mới giảm xuống là 50%, và nó có hồi lại một chút ở những cái vòng bó cuối như mình có nói trong video. Thì cái hiện tượng giảm sáng này vẫn thực sự khó chịu với những bạn nào mà thường xuyên phải chơi game ở trong môi trường sáng. Mình khuyên cáo với các bạn nhé, kể cả các bạn chơi game ở trong nhà, môi trường tối thì cái khả năng giảm sáng này vẫn rất khó chịu. Bởi vì với những tựa game Battle Royale cũng như những tựa game bắn súng thì cái sự giảm sáng khi chơi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc các bạn nhìn quân địch. Khó chịu lắm các bạn ạ, không phải vừa đâu.
Và ở trong cái phần hậu thuẫn này thì rõ ràng là mình sẽ chấm chiếc Xperia 5 Mark 2 hơn. Mặc dù là các bạn sẽ phải làm quen với cái tỷ lệ màn hình mới khi chơi game hơi mỏi tay một chút. Tuy nhiên, những cái đỉnh cao khác về màn hình, về loa, về cái sự không giảm sáng màn hình khi chơi game, rõ ràng nó nhìn hơn so với chiếc iPhone 12. Tiêu chí thứ ba đó là về phần nhiệt độ thì đây lại là một cái điểm mà mình muốn nói. Với chiếc Xperia 5 Mark 2 thì kể cả mình có bật 120Hz tốc độ quét hay là mình có tắt nó đi thì cái nhiệt độ của hai cái chế độ này vẫn tương đồng với nhau. Tuy nhiên rằng nó vẫn nóng hơn so với chiếc iPhone 12. Hầu hết mặt trước, mặt lưng, viền và mặt cằm thì đều có nhiệt độ cao hơn so với chiếc iPhone 12. Với nhiệt độ cao nhất ở mặt lưng lên đến là 44,3 độ C. Cầm khá là nóng tay các bạn nhé. Còn chiếc iPhone 12 của chúng ta, mặt lưng sẽ chỉ là 43,5 độ C mà thôi. Và cái quá trình cầm nắm thì cũng không phải là quá nóng. Mặc dù là so với chiếc Xperia 5 Mark 2 thì mình thấy rằng cái chiếc iPhone 12 của chúng ta nó có cái sự nóng lên là nhanh hơn trong cái quá trình chơi game. Và trong tiêu chí này thì mình chấm chiếc iPhone 12 của chúng ta chiến thắng. Tiêu chí cuối cùng đó là những cái phần bonus cộng điểm. Thì chúng ta có cái dung lượng pin trên chiếc Xperia 5 Mark 2 là 4000 mAh. Sau 3 phút chơi game chúng ta tụt 10% với sạc nhanh là 21W thì chúng ta có thể sạc 50% trong 3 phút. Cái tần số lấy mẫu cảm ứng cũng là một điểm các bạn rất quan tâm. Thì ở trên chiếc Xperia 5 Mark 2 chúng ta lên đến 240Hz cơ. Còn với cái chiếc iPhone 12 này chỉ là 120Hz thôi. Và chúng ta cùng đi phần tổng kết. Tiêu chí đầu tiên ở phần thể đồ họa thì hai chiếc điện thoại hòa nhau. Tiêu chí thứ 2, hậu thuẫn khi chơi game thì chiếc Xperia 5 Mark 2 chúng ta chiến thắng. Tiêu chí thứ 3 về nhiệt độ thì iPhone 12 chiến thắng. Và tiêu chí cộng điểm thì iPhone lại thua. Và chúng ta sẽ có số điểm cuối cùng là 1,5 cộng và 1 nghiêng về cái chiếc Xperia 5 Mark 2. Như vậy là mình đã cùng với các bạn đánh giá xong, so sánh xong trong bài 3 phút gaming về cái chiếc điện thoại như thế này. Thì mặc dù là cái số điểm này nó chênh nhau không quá nhiều, nhưng cái điểm giá trị của 3 phút gaming đó là các bạn phải xem từng tiêu chí một để xem rằng chúng ta sẽ phù hợp hơn và chúng ta sẽ ưu tiên hơn về tiêu chí nào, thì mình đã làm rất rõ với các bạn trong cái số 3 phút gaming lần này. Và mặc dù là chiếc iPhone 12 của chúng ta có cái điểm số thấp hơn, nhưng mình vẫn phải công nhận rằng ở trong toàn bộ 12 series thì đây chính là chiếc điện thoại chơi game tốt nhất trong cả 4 máy. Nó vừa đủ về mặt màn hình, nó vừa đủ về mặt cấu hình khi chơi game và nó vừa đủ về cái mặt pin khi các bạn sử dụng. Và đây cũng là sản phẩm có mức giá mình thấy là ổn nhất với cái mức giá mình tham khảo ở những cửa hàng. Ví dụ như là Di Động Việt, nếu các bạn tham khảo Di Động Việt thì các bạn sẽ thấy rằng cái mức P trên P của nó là nhỉnh nhất trong cả 4 mẫu máy iPhone 12. Tất cả những đường link đến Di Động Việt mình sẽ để trong phần mô tả. Còn các bạn nghĩ sao? Nếu là các bạn sẽ lựa chọn chuyện thoại nào? Thì mình tin rằng trong video này các bạn đã có câu trả lời rồi. Đừng quên để lại một subscribe cũng như bấm chuông cho kênh Relab để không bỏ lỡ bất kỳ số 3 phút gaming nào. Bọn mình sẽ quay trở lại với các bạn trong thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau, tùy vào việc là editor có rảnh hay không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nói chung là đúng là flagship đến từ Táo và Samsung. À xin lỗi, thì iPhone 12 đang có mức giá khá ổn. Các bạn còn có thêm những chương trình như là trade-in, thu mới đổi cũ,